Mở đúng mùa luôn á, đúng đúng ngày dịp Tết luôn. Cọt bao lì xì là cái áo phải màu lì xì luôn. Vậy nó mới hơn. Ở trong nhà mình thường thường đi bên có cái này đó là nhiều đây. Bộ này. Để ý đi. Ra vô. Bớt không thêm mấy cái. Bự luôn á. Nhà người trang trí cái cây mão đỏ mới đẹp nha mọi người.